Chào đón gia đình tài tử ngày hôm nay Nguyễn Trung Duân. Ngày tập luyện đầu tiên diễn ra vô cùng sôi nổi. Để cho thử coi rút kinh nghiệm. Thử thách thả đồng xu mơ ước. Thời gian thực hiện là 1 phút 10 triệu hay là 1 triệu. Bắt đầu. 1 đồng xu ra lọt vào ly. 2 đồng. 2 đồng xu và 3 đồng xu được lọt vào ly. Đã tự lên một kịch bản hẹn hò cho các thành viên. Không, đi ở đây là tụi thiện gọi trong bàn nữa nha. Trong ngày là ngày hôm nay đúng không? Hai ngày này đi mua đồ với nhau. Đây chính là mục đích chính của anh chàng. Còn anh? Thì tối nay anh với Đinh Miếu. Không, đi với phòng trước xong rồi mới đi với Trân. Thì là anh không có nhìn thẳng vào mặt em luôn á. Nhìn em cứ kiêu hãnh thế nào á. Ngượng nhìn mấy cái người mà kiểu tự tin quá. Em thấy với ai dễ thương. Mà em, mà tình em thì rất vô tư. Anh thấy một mình em nhảy lên bốn người cũng được. Kiểu chơi rất bình thường, kiểu mi soạn thế. Người ta nói bình thường ngoài tánh tình sao mình không biết. Mà khi vô mà cờ bạc nghe là tánh xấu nổi lên liền. Lộ xấu vậy. Người ta là đó nhẹ nhàng thôi. Ví dụ vậy, đẩy gì thôi. Vậy là đó sao? Trong mắt của con á, con cũng coi bác như ông cố ngoại của con thôi. Không không, bác muốn kết nối con của bác với con. Ông á là đàn ông có gia đình rồi. Con trai ổng á lớn tuổi hơn con nữa. Nghĩ sao vậy hả? Cái gì vậy hả? Cái trường hợp của anh á, tất nhiên anh bị méo miệng nè, tay chân nó bị yếu đi á, cái đầu óc nó hơi khó chịu xíu á, đó là một cái dạng rồi làm tai biến mạch máu não. Đây là nhân vật mà em muốn mời anh với lại quý vị khán giả đến để gõ cửa thăm nhà. Em biết bơi khi nào? Em biết bơi chắc hồi lúc em khoảng 10 tuổi. 10 tuổi đã biết bơi rồi. Em đi thi á là em đã 15 tuổi em đã đi thi. Ăn uống thì có hôm em ăn ở đây, có hôm em ăn ở nhà. Nhưng mà là ở nhà ai là ai nấu nướng? Đây là bếp chính. Rồi ai dạy bơi? Dạy bơi là ở đây. Trời ơi, đây luôn. Rồi ai đi rước con? Đây luôn. Đó. Một mình làm hết, đúng không? Anh là kim đủ thứ. Nấu cái gì chứ liền gì có. Có không? Liền gì có. Ta thấy rõ ràng nè. Có không? Chú hai nhìn thấy rõ ràng kìa. Không lẽ chú hai lớn tuổi này rồi mà chú hai đặt điều làm. Ta là người không có bao giờ đặt điều cho người khác nha. Thì có, nhưng mà anh chở sẽ gieo à. Chở đó là nó qua cái giai đoạn xã giao rồi. Đúng rồi. Cái này là cái giai đoạn thứ hai rồi. Đó, cái giai đoạn thứ ba là vô khách sạn. Là con phải làm cách nào mà để nó chỉ nhớ có một mình ơn mình thôi. Đẹp không chú? Dễ thương chú à. Cái đầm ngủ này chú. Qua trời qua. Đầm ngủ gì đầm ngủ? Trái cây đeo kìa trời ơi. Tôi chết bà rồi. Tóc như tổ quạ.